Tin New York, Hoa Kỳ. Tuyên ngôn chung hội nghị quốc tế lần đầu tiên về tự do tôn giáo. Tự do tôn giáo cần thiết cho nền hòa bình và sự ổn định của các quốc gia và giữa các quốc gia. Đó là khẳng định của tuyên ngôn chung kết hội nghị quốc tế lần đầu tiên về tự do tôn giáo diễn ra tại New York trong các ngày 24 tới 26 tháng 7 vừa qua. Tham dự hội nghị có 200 vị lãnh đạo tôn giáo, dân sự và chính trị thuộc 80 quốc gia. Tuyên ngôn có tên là Tuyên ngôn Potomac, là tên con sông chảy qua New York. Tuyên ngôn Potomac yêu cầu mọi quốc gia long trọng lãnh trách nhiệm bảo vệ và che chở quyền tự do tôn giáo, như đã ghi trong Điều 18 của bản Tuyên ngôn Nhân quyền năm 1948 của Liên Hiệp Quốc. Điều khoản này khẳng định rằng mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, tự do lương tâm và tự do tôn giáo, tự do thay đổi tôn giáo hay xác tín, và tự do biểu lộ niềm tin tôn giáo của mình riêng rẽ hay với những người khác tại nơi công cộng cũng như riêng tư. Tuyên ngôn Potomac cũng ghi nhận rằng hiện nay 80% dân số toàn cầu bị bách hại, đàn áp và kỳ thị vì niềm tin hay các xác tín, hay vì không có tín ngưỡng. Đây là thực tại sống hàng ngày của quá nhiều người. Trong khi đó, tự do tôn giáo lại là điều cần thiết giúp đạt hòa bình và ổn định bên trong các nước và giữa các quốc gia với nhau. Nơi đâu tự do tôn giáo được che chở thì các quyền tự do khác cũng triển nở, và nơi đâu không có quyền tự do tôn giáo thì có nhiều xung khắc, bất ổn và khủng bố phá hoại. Tuyên ngôn cũng đưa ra một chương trình hành động gồm 6 điểm để khích lệ cộng đồng quốc tế có chương trình hành động trên bình diện pháp luật khi xảy ra các vi phạm và lạm dụng liên quan tới quyền tự do tôn giáo hay các cuộc bách hại và các cuộc diệt chủng.